Thank you.
đang lay hoay một lúc thì mình đào được gốc dâm bụt này nè. Đây là phôi của dâm bụt. Rất là già, tuyển chọn rất kỹ với cái phôi này. Tuổi nó còn già hơn tuổi của mình nè. Tầm hai mấy, ba chục năm. Sau khi cắt ốc xong rồi giờ mình bôi keo liền sẹo cho nó. Cho nó liền da lại. Mình lâu quá không xài. Còn đất trồng thì mình có cát, vỏ đậu phụng. Họ là phụng ủ mục rồi, ủ hơi mục rồi, với là phân bò mục, chủ yếu là cát nhiều, thành phần cát nhiều để cho nó tạo độ thoáng. Còn đậu phụng với là phân bò là để nó giữ ẩm thôi, sau này nó rễ thì nó có dinh dưỡng cho cây nó phát triển. Để mình phân cái lớp keo này lên nè. Đây là keo liền sẹo. Mình vừa xóa cái mình xé cái nhãn này đi. Cái này từ không biết của hãng nào. Cái này muốn bán xóa xé bỏ. Cát này là mình múc ở dưới suối. Đây là cát phù sa. Khi sau khi mình trồng xong á, chờ thời gian sau nó nảy mầm, mình sẽ làm một clip tiếp theo cho mọi người xem nó phát triển như thế nào. Thôi cho em vào đi. Nó có nhiều lỗ, lót bớt mấy cái lỗ lại, cát nó khỏi cục ra ngoài. Úng thì nó không úng đâu, để cát nó thoáng. Đấy là cây lót mấy cái lỗ rồi.
khoảng 2 tuần là nó mới phát triển này. Cái này muốn làm nước sơ cấp nữa thì cũng 3 tháng thôi, hẹn mọi người thời gian tới sớm nhất nó phát triển mình sẽ update tiếp theo cho mọi người xem. Chào mọi người. Sau vài ngày cây đã nảy mầm, chắc cũng phải 3 tháng nữa mới mình làm sơ cấp được. Đây là cái phôi dâm bụt nè, cây này trồng bằng cát, nói chung là tương đối nó phát triển cũng mạnh. Phía trước này tính là cũng khoảng gần 10 ngày rồi, mầm nảy rất là nhiều, phát triển mạnh. Chừng nào mình làm sơ cấp mình sẽ làm clip tiếp theo cho mọi người xem.